Bộ pháp của Chiêu Nguyệt giáo cũng đã tiến vào, trong lúc nhất thời cả điện đều là hồng hoa liễu lục loạn hết cả lên. Ngoài điện cũng có hơn 100 tên đệ tử của Chiêu Nguyệt giáo tiến vào, đánh nhau với đệ tử của các môn phái khác. Trong điện ngoài điện đều là cảnh hỗn chiến. Trước đây Kim Như Khuê đã hoài nghi Hồng Đường chết là do cha con Văn Thị ra tay, lúc này nghe Bình Dục nói thì hắn càng thêm hoài nghi Văn Nhất Minh chính là hung thủ. Vì thế hắn tạm thời bỏ lại Bình Dục mà đối phó với Văn Trang Chủ. Còn 11 hộ pháp kia thì có 5 kẻ giúp Kim Như Khuê đối phó Văn Nhất Minh, còn 6 kẻ thì nhẹ nhàng đồng loạt bay vọt qua sảnh, định nhân lúc hỗn loạn bắt Phó Lan Nha. Bình Dục và Lý Du thấy thế thì e sợ mấy kẻ này trúng thất tuyệt phấn sẽ khiến Kim Như Khuê nhìn ra manh mối, tới lúc đó muốn hắn mắc mưu sẽ khó như lên trời. Hai người lập tức chia trái phải mà ngăn 6 nữ tử kia lại. Tần Yến Thủ vừa giết một giáo đồ của Chiêu Nguyệt giáo, xông vào trong điện thấy có kẻ gây bất lợi cho Phó Lan Nha nên cũng tham gia ngăn cản. Mỗi nữ tử kia đều do Kim Như Khuê tự tay nuôi dưỡng, nên chưa nói tới võ công, chỉ riêng bản lĩnh quyến rũ nam nhân thì quả thực đã học được 10 phần. Cả đám cười hì hì nhẫn nại giao đấu với ba người bên Bình Dục chứ không nóng lòng đi bắt Phó Lan Nha. Bên kia Vương Thế Chiêu vốn định sống chết mặc bây nhưng mắt thấy đám nữ tử này xinh đẹp mỹ mạo thì tâm chợt ngứa, sau đó cũng xoay người bay lên như diều hâu mà tấn công một nữ tử mặc áo tím. Trong lòng hắn nghĩ nhìn tư thế này của Bình Dục thì công lực đã tăng tiến hơn mấy ngày trước rồi. Nếu cứ mặc kệ thì sớm hay muộn chú hắn cũng không phải đối thủ của tên này nữa. Thay vì đợi đến lúc đó khiến tình huống vượt khỏi vòng kiểm soát thì sao không mượn tay Kim Như Khuê mà kết thúc tính mạng Bình Dục luôn. Hắn nghĩ thế nên trong lòng nảy lên ý tưởng, mắt nhìn khắp nơi, chợt thấy Lý Do Kiệm đang theo Tần Dũng sóng vai đối phó với giáo đồ của Chiêu Nguyệt giáo. Hắn nhớ tới chuyện mấy ngày trước và lập tức có ý hay. Chương 104. Mấy nữ hộ pháp này không biết luyện tà công nào mà cả người mềm mại không xương, chiêu thức lại nhanh chóng, cực kỳ khó chơi. Nhưng điều khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là vốn dĩ mấy nàng này đang tuổi ra thịt kiều nộn, nhưng khi đánh giáp lá cả chỉ thấy chiêu thức cực kỳ âm độc tùy tiện, đặc biệt thích tấn công hạ bộ của người khác. Tần Yến Thủ suýt bị nữ tử áo xanh và áo hồng kia hãm hại vài lần nên đã tức đến mày nhíu chặt. Hắn dùng toàn lực đối phó với hai kẻ kia, lại thẹn thùng mở miệng mắng, đồ không biết xấu hổ. Lúc hai nữ tử kia lại quấn đến hắn lập tức trầm mặt, không nể nang mà đâm một kiếm. Nàng áo xanh khẽ cười một tiếng, vòng eo như dương liễu nhẹ xoay tròn tránh đòn. Bởi vì thân người nàng ta cực kỳ mềm dẻo nên vốn có thể toàn thân lui ra nhưng kiếm khí sắc bén lại cắt qua vạt áo trước của nàng này. Chỉ nghe thấy tiếng vải rách vang lên, xiêm y của nàng ta bị cắt đúng chỗ ngực làm lộ ra một mảng trắng bóng đẫy đà. Tình huống này hoàn toàn ngoài dự đoán, không chỉ mấy người Tần Yến Thủ mà cả Phó Lan Nha ngồi sau rèm đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thật vất vả Phó Lan Nha mới hoàn hồn, lại xấu hổ vội vàng dùng tay che mặt. Nhưng mắt nàng vẫn không nhịn được hé ra nhìn về phía Bình Dục. Chỉ thấy hắn đang so chiếu với hai người khác, căn bản không rảnh nhìn quanh thế là nàng yên lòng. Nương theo khe hở ngón tay nàng không nhịn được trộm ngắm cảnh đẹp trước ngực nàng kia. Nàng áo xanh thấy xung quanh có vô số ánh mắt nóng rát nhìn về đây thì vội, kinh hoàng thất thố, mà che ngực, ngước mắt nhìn về phía Tần Yến Thủ, khóe miệng mỉm cười oán giận. Tần trưởng môn, ngươi nói thì đứng đắn lắm nhưng lúc chiếm tiện nghi lại chẳng khách khí chút nào. Tần Yến Thủ hết đường chối cãi, biết Phó Lan Nha cũng đang ở phía sau nên hắn sợ nàng hiểu lầm phẩm hạnh của hắn vì thế vội giận dữ mắng át, ngươi đúng là tìm chết. Bởi vì xưa nay chưa phẫn nộ như thế nên nội lực của vốn phập phù của hắn nay đột nhiên đại thịnh. Giống như có vật nào đó vô hình thôi thúc, hắn tùy ý chém ra một đao cực mạnh về phía nàng kia. Lục Thường vốn luyện kỳ công nhưng thấy Tần Yến Thủ thế tới rào rạt thì cả người lập tức hoảng hốt mà trầm xuống. Vốn nàng ta có thể trốn kịp nhưng vì trường lực của Tần Yến Thủ quá hùng hậu nên chỉ trong chớp mắt nàng ta vẫn bị chụp trúng vai. Cả trái tim và tâm mạch của nàng ta đều bị chấn động. Lúc này nàng ta mới biết tuy Tần Yến Thủ nhìn còn trẻ nhưng nội lực lại không thể khinh thường. Lúc này nàng ta không dám khinh thường hắn nữa, mỗi chiêu đều cẩn thận đối phó. Bên này Tần Yến Thủ dùng một chiêu bức lui Lục Thường, còn Lý Du và Vương Thế Chiêu bên kia cũng đánh đến tưng bừng. Lý Du tránh trái tránh phải, vừa đánh vừa mắng luôn mồm, đồ không biết xấu hổ. Chưa thấy nam nhân bao giờ hả? Này, lão tử còn chưa thành thân đâu, các ngươi có còn liêm sỉ không? Còn không tém tém lại thì lão tử sẽ băm móng vuốt của các ngươi xuống ném cho chó ăn đó. Hắn không hề cố kỵ, mắng cực kỳ vang dội, trong điện không ít người nghe thấy đều xấu hổ đến không nhịn được phì cười. Giờ trưởng môn của Thái Cực Tông cười nói, Lý Tướng Quân, ngươi chớ có tức giận. Nghe nói đám hộ pháp của Chiêu Nguyệt giáo đều có biện pháp giúp người ta tăng nội lực. Ngươi hà tất phải như thế, không bằng hưởng thụ một phen để gia tăng nội lực rồi nói sau. Vì lúc trước Bình Dục đã giao thủ với Kim Như Khuê nên không kinh ngạc với thủ đoạn hạ lưu của Chiêu Nguyệt giáo. Đối với chiêu thức âm độc của đám nữ tử kia hắn cũng đã nhìn quen.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian này nội lực của hắn có tăng tiến nên qua mấy chiêu đã khiến hai hộ pháp phải né ra. Thấy Lý Du có thể ứng phó nên hắn bất ra dứt khoát chạy đến trước rèm châu. Hắn đứng ở bậc thang, nhanh chóng quét mắt nhìn tình hình trong điện. Cha con Văn Gia đang bị Kim Như Khuê cuốn lấy kín kẽ. Hồng Chấn Đình bảo hộ Lục Tử Khiêm phía sau, một mình độc chiến với 7,8 giáo đồ của Chiêu Nguyệt Giáo. Đặng An Nhi vừa ứng phó với mấy tên giáo đồ vừa cố tình đi tới bên quan tài. Đúng như Bình Dục đoán, ngoài Kim Như Khuê thì không ai tin tưởng nữ tử phía sau rèm là Phó Lan Nha. Kể cả Kim Như Khuê cũng chỉ dùng một chiêu từ lúc đầu, sau khi thấy hắn và Lý Du phản ứng bình tĩnh thì cũng không có hứng thú đến gần rèm châu nữa. Đặng An Nhi lại không có khắc nào quên phải tìm Phó Lan Nha, nhìn tư thế thì giống như hắn đánh chủ ý lên cái quan tài. Bình Dục quan sát mọi người sau đó quyết định đổ dầu vào lửa mà ra vẻ kinh ngạc hỏi, Văn Trang chủ, sao giáo đồ của Chiêu Nguyệt Giáo lại càng ngày càng nhiều thế? Sơn Trang không có người bảo vệ ư? Lời này cực kỳ vô thưởng vô phạt, giống như đang thắc mắc vì sao Vạn Mai Sơn Trang không bố trí phòng vệ. Trưởng môn phái Nga Mi và mấy người khác vốn đang giết đến đỏ mắt nghe thấy thế thì nghĩ chính Văn Nhất Minh chọc phải Kim Như Khuê nên một cái đại hội võ lâm đang yên đang lành mới loạn thành một mớ thế này. Liêu Chân Nhân lập tức quát, Văn Trang chủ, người cũng quá không nói đạo nghĩa, nhìn trộm Thản Nhi Châu, giết Hồng Đường rồi đến lúc này lại ỷ vào đám người Chiêu Nguyệt Giáo để tàn sát người trong võ lâm. Uổng cho cái miệng luôn nói nhân nghĩa của ngươi, phi, thật sự ích kỷ. Văn Tranh thiếu kiên nhẫn, trừng mắt trả lời, Liêu Chân Nhân, Trình trưởng môn, mọi người đừng vội trúng kế ly gián của kẻ khác. Mấy người có chứng cứ gì nói phụ thân ta giết Hồng Đường? Lúc nói lời này hắn lạnh lùng liếc Bình Dục đang cười cười đứng một bên. Kẻ này xảo quyệt quá, rõ ràng tên này đã bàn với cha con hắn về việc dẫn dụ Kim Như Khuê tới thế mà giờ lại dám cắn ngược lại. Liêu Chân Nhân vung kiếm đánh lùi hai giáo đồ của Chiêu Nguyệt Giáo, miệng vẫn mắng, vết thương trên người Hồng Đường rõ ràng là do trưởng pháp của Văn Trang chủ gây ra. Cho dù ông ta cố tình thay đổi cách ra đòn thì nội lực và chiêu số vẫn thế. Đúng thế, trưởng môn phái Phích Lịch vẫn cáu tiết vì chuyện nhục nhã vừa nãy, lại thấy có không ít đệ tử của môn phái mình chịu khổ nên lập tức giận chó đánh mèo lên người Văn Nhất Minh. Ông ta chen vào nói, lão hủ tập luyện trường pháp nhiều năm nên rất quen thuộc với kỹ xảo che lấp của người dùng trường. Đúng như Liêu Chân Nhân nói, chiêu thức bên ngoài có thể biến hóa nhưng nội lực thì không thể giả được. Giọng ông ta ồm ồm, vừa nói vừa giống nên mọi người trong điện đều nghe thấy rõ ràng. Vì lời của ông ta nói rất chuẩn xác, bản thân ông ta cũng có danh vọng nên mọi người vốn còn nghi hoặc nay càng thêm chắc chắn. Bình Dục kinh ngạc nhớ mày, nếu hắn nhớ không lầm thì vị từ trưởng môn kia vừa rồi luôn mồm bảo vệ Văn Nhất Minh, thế mà lúc này ông ta lật mặt còn nhanh hơn bất kỳ ai khác. Nói dễ nghe thì gọi là ghét cái ác như kẻ thù, còn nói không dễ nghe thì chính là trở mặt không nhận người. Văn Nhất Minh thấy cả điện ong ong toàn tiếng chửi mắng, lên án công khai thì có chút không chịu nổi mà trầm giọng nói, các vị đừng trúng quỷ kế của Kim Như Khuê. Văn Nhất Minh ta làm người thế nào các vị còn không rõ sao? Hôm nay ở trước mặt các vị ta thề phụ tử chúng ta chưa từng đánh chủ ý lên Thản Nhi Châu. Kim Như Khuê cười nhạo, nói về công phu làm bộ làm tịch thì không ai so được với phụ tử nhà ngươi đâu. Văn gia các ngươi là cái thứ chết vì sĩ diện, luôn thích phô trương. Thanh danh của Vạn Mai Sơn Trang tuy dễ nghe nhưng mấy năm nay sớm đã thu không đủ chi vì kinh doanh không tốt. Hiện giờ các ngươi chỉ còn là cái vỏ rỗng. Vất vả lắm mới nghe nói về bảo vật của Bắc Nguyên thế nên phụ tử các ngươi làm sao mà kìm lòng được. Hồng Chấn Đỉnh bên kia nghe thấy thế thì hồ nghi quay đầu lại nhìn Văn Nhất Minh lúc này đã xanh mặt. Ông ta không dám tin tưởng hỏi, Văn Trang chủ, lời hắn nói có thật không? Văn Nhất Minh giận tím mặt nói hưu nói vườn. Khi nói chuyện ông ta dùng hết toàn lực đánh một trường với Kim Như Khuê. Ông ta không màng huyết khí đang cuồn cuộn trong ngực mà thừa cơ lùi lại. Mắt quét ngang điện thấy Đặng An Nhi không biết từ khi nào đã đi đến phía sau cố quan tài kia. Bên cạnh hắn là vài tên hộ vệ của Vĩnh An Hầu Phù, còn bản thân Đặng An Nhi đang nấp ở bên cạnh lặng lẽ đập lên viền quan tài, giống như đang thử xem phía dưới có tầng ngầm nào không. Mắt ông ta híp lại nói, Đặng công tử đang làm gì thế? Chẳng lẽ phía dưới quan tài có giấu vị phó tiểu thư kia hả? Người trong điện quả nhiên bị lời này hấp dẫn lực chú ý, trong lúc vội vàng đó mọi người đều nhìn về phía Đặng An Nhi. Tên kia cũng không hoảng hốt mà chỉ cười nói, tại hạ xin lỗi vì mạo phạm người trong quan nhưng vừa rồi lúc đánh nhau kiếm của ta vô ý rơi xuống dưới quan tài này. Lục Tử Khiêm đứng phía sau Hồng Chấn Đình thấy thế thì lạnh lùng nhìn Đặng An Nhi một cái. Tay hắn sờ vào trong ngực thấy vật vẫn còn nên chỉ rũ mắt không nói. Kim Như Khuê bị những lời này của Đặng An Nhi nói động trong lòng. Hắn bỏ lại Văn Tranh và mấy gã trưởng môn mà lướt qua mọi người bay tới chỗ quan tài. Hắn nhón chân đi dọc cạnh quan tài sau đó nhảy xuống. Ngay sau đó hắn vừa đánh nhau với đám trưởng môn liên tiếp vọt tới lại vừa quét mắt tinh tế quan sát quan tài. Bỗng nhiên mắt hắn sáng lên giống như nhìn thấy gì đó. Chân hắn dừng lại, đứng một bên quan tài rồi đột nhiên đánh một trường.
chỉ thấy quan tài bị tách làm hai nửa, phần trên bị một chưởng của Kim Như Khuê đánh bay ra ngoài. Mọi người ở ngoài điện kinh hô, quan tài lướt qua đỉnh đầu bọn họ và nện thật mạnh xuống đất phát ra tiếng vang trầm đục thật lớn. Cố này nên tầng dưới của quan tài lộ ra trước mặt mọi người. Bên trong đó có một ngăn nữa, nằm trong ngăn là một nữ tử che mặt bằng sa mỏng. Từ lồng ngực phập phồng của nàng kia thì thấy đây rõ ràng là người sống. Bình Lang, hóa ra ngươi giấu thuốc dẫn trong quan tài. Kim Như Khuê vui như đoạt được bảo vật, thậm chí còn không thèm nhìn kỹ mặt nàng kia đã vớt nàng ta lên tung người muốn chạy. Sắc mặt Lục Tử Khiêm đại biến, hắn phất áo muốn đuổi theo Lan Nhi. Đặng An Nhi lại nhanh chóng lùi đến một bên, nhìn dáng vẻ giống như không định tham gia. Bình Dục thấy cơ quan trong quan tài bị người ta phát hiện thì đành làm bộ làm tịch rút đao phóng theo muốn chặn Kim Như Khuê, thả người ra mong. Vì hắn giả bộ cực giống nên Tần Yến Thù và Tần Dũng cũng không biết thật giả, sợ nàng kia thật sự là Phó Lan Nha, thế nên cũng vội lãnh mọi người trong Tần Môn đuổi theo. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên vọt tới rất nhiều quan binh, có người nói, trang chủ, Bình Đô Úy phụ mệnh tới bắt tội phạm triều đình, lúc này họ đã vây cả ngọn núi rồi. Lời còn chưa dứt đã thấy đám người vốn đang hỗn chiến bên ngoài bỗng tách ra, một nam tử cầm trường kiếm đi nhanh vào trong điện, trầm giọng quát, núi này đã bị vây kín, hôm nay đừng hòng kẻ nào chạy thoát. Người tới đúng là Bình Hạ. Kim Như Khuê ôm nàng kia chuyển một vòng sau đó bỗng nhiên cười nói, mấy đứa, mau đốt hết Vạn Mai Sơn Trang cho ta. Dứt lời hắn cúi người đánh vào ngực Văn Nhất Minh, không cần phải nói cũng biết trên người ngươi chắc chắn có một mảnh thần nhi châu. Chương 105. Mấy đệ tử của Vạn Mai Sơn Trang thấy Kim Như Khuê tấn công trang chủ rồi định chạy thì lập tức bày ra thế trận văn gia hay dùng để ngăn địch. Bọn họ định dùng Hàn Mai kiếm pháp ngăn Kim Như Khuê lại. Nhưng kiếm pháp bực này có thể ngăn võ lâm cao thủ bình thường chứ làm sao ngăn được Kim Như Khuê. Chỉ nghe thấy tiếng binh khí vang lên leng keng, Kim Như Khuê lộn vài vòng quanh trận pháp đã phá tan nó. Bản thân hắn thì híp mắt cười, ngực ôm nàng kia, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi trận kiếm. Mấy đệ tử của Vạn Mai Sơn Trang mãi không đứng dậy được, Kim Như Khuê thấy thế thì cười châm chọc nói, Văn Nhất Minh, nhìn đám giá áo túi cơm ngươi nuôi đi. Nói xong sắc mặt hắn trầm xuống, cả người đột nhiên lao xuống theo. Kiếm của mọi người bị hắn đánh rơi trên đất, bản thân hắn đánh xong lại bay vọt lên, liên tiếp giẫm qua vai và đầu mọi người và túm lấy Văn Tranh đang đứng dưới hành lang. Hắn đoán trên người cha con Văn gia ắt có mảnh thần nhi châu nên quyết định tạm thời không để ý tới chuyện khác mà đoạt khối bảo bối trước đã. Nhưng đệ tử trên danh nghĩa của Vạn Mai Sơn Trang đâu chỉ có mấy trăm người. Không đợi Hàn Mai kiếm pháp bị phá đã có hơn 10 đệ tử bày kiếm trận, đồng thời đâm về phía Kim Như Khuê. Mà lúc này chị em Tần Yến Thù cùng Lý Do Kiểm cũng đã lĩnh đệ tử giết tới. Kim Như Khuê bị cản trở nên chỉ đành nhẫn nại đối phó với làn sóng tấn công thứ hai này. Điện so với trong điện trống trải hơn nhiều, vì thế mọi người đánh nhau thoải mái hơn. Bấy giờ liên tục có người bay ra ngoài điện, từ bốn phương tám hướng vọt tới chỗ đám giáo đồ của Chiêu Nguyệt giáo. Bình Dục cực kỳ mong Kim Như Khuê đấu với Văn Nhất Minh, nhưng tên kia lại ngoài dự đoán bắt cả Phó Lan Nha giả đi, nên để tránh hoài nghi hắn đành phải làm cho đủ, dùng chiêu thức quấn lấy tên ma đầu kia. Vì mọi việc quá mức khẩn cấp nên hắn thậm chí còn không kịp chào hỏi anh mình. Bình Hạ đứng ở đài rộng trước điện rút kiếm đâm chết một đệ tử Chiêu Nguyệt giáo, sau đó chĩa kiếm lên không trầm giọng quát, chặn kín cửa ra vào sơn trang, không cho bất kỳ ai ra vào. Đề phòng người đốt lửa. Quân sĩ của phủ đô úy huấn luyện nghiêm ngặt, vừa nghe lệnh đã tuôn đến như thủy triều. Bình Hạ vừa dứt lời đã dựa đúng theo ước định trước đây của Bình Dục mà lĩnh tinh binh dưới quyền lướt qua đám đông đi vào trong điện. Lúc Bình Hạ xông vào, Đặc An Nhi và Lý Du vừa lúc một trước một sau đi ra ngoài. Thời cơ quả là vừa vặn. Người khác chỉ coi như Bình Hạ cố tình vào đại điện bày trận chứ không ai nghĩ tới hắn vào là để bảo hộ Phó Lan Nha, giả, ở phía sau rèm. Đặng An Nhi thấy Bình Hạ thì không quên chào hỏi, nhưng vì nôn nóng muốn xem tình hình bên ngoài nên hắn chỉ vội chắp tay đã cất bước ra khỏi điện. Tuy hắn đã nhận định Phó Lan Nha trong tay Kim Như Khuê là thật, nhưng với bản tính thận trọng đa nghi nên đi tới cửa điện hắn lại dừng bước nghi hoặc nhìn nữ tử ngồi bất động sau rèm. Để phòng vạn nhất, hắn tính nhân lúc loạn lạc sẽ để thủ hạ lặng lẽ tới sau rèm xác nhận. Ai ngờ mới vừa quay người đã thấy Lý Du từ cạnh rèm châu bước xuống, lập tức đi ra ngoài cửa, hồn nhiên không ở lại bảo vệ người sau rèm. Đặng An Nhi không biết bên ngoài rèm đã giải thất tuyệt vấn nên khi thấy Lý Du bỏ ra ngoài hắn ngẩn ra, trong lòng càng thêm xác định phán đoán của mình. Lúc này hắn không lãng phí thời gian nữa mà quay đầu đi ngay ra ngoài. Lý Du cười tuét miệng, dù bận nhưng vẫn ung dung đi đến cửa đại điện. Hắn và Bình Hạ trao đổi ánh mắt hiểu rõ rồi đi theo người của Vĩnh An hầu phủ ra ngoài. Phó Lan Nha ngồi sau rèm lo sợ bất an mà nhìn cửa đại điện. Mắt thấy Bình Hạ dẫn người đi đến trong diện ngồi xuống, một tay hắn cầm chén rượu, một tay chống trường kiếm, mọi thứ đều theo đúng sắp xếp của Bình Dục lúc trước nên nàng cũng nhẹ thở ra. Lúc này trưởng môn các phái đều đã ra ngoài đánh đấm ngủ mịt, bọn họ lệnh cho đệ tử nhà mình tụ lại một chỗ.
Một đám hỗn tạp vừa nãy lúc này mới coi như có trật tự, ai nấy nghe theo trưởng môn nhà mình dẫn dắt mà hợp lực nghênh địch. Lại có thêm sự hỗ trợ của binh lính phủ đô úy nên cục diện bên ngoài coi như có thể khống chế. Chẳng qua đám đệ tử Chiêu Nguyệt giáo hành sự vốn bị ổi, chiêu thức khó phòng bị lại khá đông đảo nên nhất thời vẫn khó đánh lui. Lục Tử Khiêm thấy nữ tử bị Kim Như Khuê bắt vẫn chưa được cứu thì lòng nóng như lửa đốt. Đáng tiếc hắn không có võ công nên đến tự vệ còn khó, không có cách nào đành quay qua Hồng Chấn Đình chắp tay nhờ cậy. Hồng bang chủ, Kim Như Khuê thủ đoạn tàn nhẫn, qua thời gian dài sợ hắn sẽ gây bất lợi cho phó tiểu thư. Mong ngài hỗ trợ mau chóng cứu nàng ấy ra. Hồng Chấn Đình đánh bay một tên giáo đồ của Chiêu Nguyệt giáo, quay lại thấy mặt Lục Tử Khiêm hoảng loạn thì đáp, Kim Như Khuê đúng là cái hại của võ lâm, ta làm sao trơ mắt nhìn hắn hại người vô tội được. Lục công tử không cần lo lắng. Khi nói chuyện ông ta để đệ tử của mình bảo vệ Lục Tử Khiêm, còn mình thì đột ngột nhảy lên đánh về phía Kim Như Khuê. Tên kia cũng bị cao thủ các phái vây quanh, dù hắn võ lâm cái thế nhưng lâu rồi cũng có chút cố không nổi. Có đám hộ pháp chạy tới nhiều lần giúp hắn giải vây thì hắn mới rảnh tay. Sau khi ra hư chiêu túm Văn Nhất Minh theo hắn lập tức đổi hướng mà túm lấy kiếm của Văn Tranh lúc này đang tấn công hắn. Không đợi Văn Tranh buông tay hắn đã kéo cả người về phía mình. Trong tiếng kinh hô của đám đệ tử Vạn Mai Sơn Trang, Kim Như Khuê túm cổ Văn Tranh, tay phải ôm chặt Phó Lan Nha rồi bay như mũi tên lên trên mái hiên. Văn Nhất Minh kinh hoàng vội đuổi theo. Kim Như Khuê lại bóp cổ Văn Tranh, cả người đứng trên mái ngói cười lạnh nói, Văn Nhất Minh, con trai độc nhất của ngươi đang ở trong tay ta, nếu muốn hắn sống lâu một chút thì mau trả lời ta vài câu. Nếu ngươi dám nói dối thì chờ nhặt xác con ngươi đi. Văn Nhất Minh thấy sắc mặt Văn Tranh đỏ tím thì biết Kim Như Khuê tuyệt không nể tình. Từ góc độ và vị trí của bàn tay đang đặt trên cổ Văn Tranh cũng biết chỉ cần hắn dùng thêm chút lực là có thể vặn đứt cổ con ông ta ngay. Lòng ông ta như muốn nứt ra, vội giang tay ngăn đám đệ tử phía sau, cắn răng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Hồng Đường có phải do ngươi giết hay không? Lời này vừa ra Văn Nhất Minh đã cảm giác có vô số ánh mắt phóng về phía mình, mí mắt ông ta giật giật, tay nắm thành quyền, mặt xám như tro tàn nói, đúng vậy. Chung quanh tức khắc phát ra tiếng ong ong bùng nổ. Bình Dục ở một bên lạnh mặt nhìn thấy thế thì nhếch khóe miệng. Ánh mắt Kim Như Khuê lập tức lạnh lẽo, con ngươi nheo lại nói, trên người của ngươi có mấy khối thản nhi châu? Văn Nhất Minh đột nhiên lạnh lùng ngẩng đầu nói, một khối cũng không có. Kim Như Khuê tăng thêm lực tay, Văn Tranh bị hắn xiết cổ thì mắt trợn lên, mũi phập phồng vì khó thở. Văn Nhất Minh run run, xanh mặt gần từng chữ, một khối ta cũng không cầm. Nếu không tin sao ngươi không trực tiếp giết ta luôn đi. Bình Dục không nghĩ Văn Nhất Minh đang nói dối, hắn buồn bực nghĩ chẳng lẽ trong tay kẻ này không có thản nhi châu ư? Vậy một khối cuối cùng kia đang ở trong tay ai? Hắn nghĩ nghĩ, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người xung quanh. Lúc này hắn nghe thấy Kim Như Khuê mắng, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Mấy năm nay ngươi đối nghịch với ta khắp nơi, sau lưng không biết đã chơi bẩn bao nhiêu lần, giết người cướp của không hề nương tay. Ai cũng nói ngươi là đại thiện nhân nhưng ta biết tổng ngươi chỉ là kẻ ngụy quân tử. Chờ ta giết chết đứa con bảo bối của ngươi rồi sẽ lấy tính mạng ngươi. Ngón tay hắn gập lên muốn cắt đứt cổ Văn Tranh. Văn Nhất Minh thấy thế thì mắt đỏ ngầu quýnh lên mắng, tên ma đầu kia, ta liều mạng với ngươi. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, chỉ thấy cách đó không xa trên một cái cây đại thụ vang lên tiếng rít. Có thứ gì đó phóng vèo tới sau lưng Kim Như Khuê. Hắn khẽ vểnh tai, không đợi mũi tên kia bắn trúng ngực mình hắn đột nhiên cúi người về phía trước để tránh. Dù động tác của hắn nhanh nhưng mũi tên kia cũng xẹt qua đầu hắn. Chờ hắn đứng dậy được và quay đầu lại thì thấy có bóng người lướt qua cái cây rồi biến mất. Nhìn qua thì chính là người của phủ đô úy. Bởi vì biến cố này nên cái tay của hắn đang kiềm chế Văn Tranh cũng bị nới lỏng ra vài phần. Bản thân Văn Tranh không yếu, thừa dịp này hắn hất khuỷu tay ra sau rồi chật vật lăn một vòng. Trước khi Kim Như Khuê kịp túm lấy hắn thì hắn đã lăn xuống dưới. Đám đệ tử của Vạn Mai Sơn Trang vội vây quanh, Văn Nhất Minh lập tức kéo con mình ra sau bảo vệ. Rồi ra lệnh cho người đưa hắn nhanh chóng trốn ra sau hậu viện để tránh hắn gặp nguy hiểm. Kim Như Khuê không thể mượn Văn Tranh để lấy mảnh thản nhi châu trong tay Văn Nhất Minh thì nghi ngờ bản thân lúc trước phán đoán sai. Hắn trầm mặc đứng trên mái ngói nhìn quanh điện, bỗng nhiên hắn thoáng nhìn thấy Đặng An Nhi đang đứng một bên, trong lòng nhớ tới đủ loại hành động mờ ám của kẻ này từ khi đến Kim Lăng, chẳng lẽ thằng nhãi này. Hắn nhảy xuống, lướt qua mọi người nhắm thẳng đến Đặng An Nhi. Bình Dục đuổi theo hai bước thấy Kim Như Khuê quả nhiên nhắm ngay về phía Đặng An Nhi thì trong lòng rất vừa ý, không nhịn được ra hiệu cho Lý Du, còn bản thân thì cầm đao chạy theo quát, Kim Như Khuê, mau buông phó tiểu thư ra. Đặng An Nhi không nghĩ tới Văn Nhất Minh không có mảnh thản nhi châu nào. Hắn kinh ngạc mất một khắc lại thấy Kim Như Khuê trở mặt dẫn theo đám đệ tử Chiêu Nguyệt giáo đánh về phía mình thì vội vàng lui về phía sau hai bước thấp giọng nói, nghênh địch. Hắn rút kiếm,
Bảy Chiêu lạnh lùng nhìn Kim Như Khuê tới gần. Hắn vốn tưởng tên kia hơn phân nửa sẽ đẩy đám hộ vệ ra trước mới đối phó với mình. Ai ngờ tên kia đến đó rồi lại đột một xoay người đạp mạnh lên trụ hành lang, nương sức bật mà vụt lên từ dưới đất như măng mọc mùa xuân. Kim Như Khuê vọt lên trời, sau đó lập tức xông qua đầu hộ vệ của Vĩnh An Hầu Phủ mà đánh thẳng đến chỗ Đặng An Nhi. Cái này khiến Đặng An Nhi khó lòng phòng bị, mắt thấy Kim Như Khuê đánh tới nên hắn không thể tránh. Để phòng bị tên kia ra sát chiêu, hắn đành phải theo bản năng đánh ra một chưởng cùng đối đầu, đồng thời cầm kiếm đâm vào vai Kim Như Khuê. Mấy người Hồng Chấn Đỉnh đuổi tới thấy Đặng An Nhi võ công chắc tuyệt thì trong mắt xẹt qua một tia nghi ngờ. Đặc biệt Bạch trưởng lão và chị em Tần Yến Thủ đã có kinh nghiệm giao chiến với Chấn Ma giáo nhiều năm, lúc này thấy thủ pháp ra đòn của tên này quen thuộc thì đều kinh ngạc dừng bước. Bình Dục và Lý Du thấy thế thì ngờ vực lúc trước càng thêm nồng đậm, tên Đặng An Nhi này quả nhiên rất cổ quái. Sau một buổi chiến đấu kịch liệt, bởi vì Đặng An Nhi miễn cưỡng đua ngang được với Kim Như Khuê, lại thêm hộ vệ của Vĩnh An Hầu Phủ cũng đều không phải tay mơ nên tên ma đầu kia chẳng chiếm được chỗ lợi nào. Đám đệ tử Chiêu Nguyệt giáo cũng bị tổng tấn công nên có chút không chịu nổi. Qua một buổi chiều bọn chúng đã tử thương không ít. Đến hoàng hôn, một nửa đám hộ pháp đã bị Tần Dũng và Lý Do kiểm soát lĩnh hai phái chém giết. Kim Như Khuê như mất đi một cánh tay, bị hơn 10 cao thủ vây quanh. Hắn hỗn chiến một buổi trưa lại thấy Bình Dục trước sau không đến gần nữ tử hắn ôm trong lòng thì rốt cuộc cũng nghi ngờ. Hắn bay vọt lên muốn thử Bình Dục, tay hắn chợt móc ra một mảnh lưu hỏa đạn ném về phía đại điện. Thứ này vừa dính lửa là lập tức đốt cháy cả đại điện. Sau khi ném xong, hắn lập tức quan sát biểu tình của Bình Dục. Quả nhiên thấy sắc mặt Bình Dục trầm xuống, người cũng không ham chiến nữa mà lập tức nhảy về sau lao vào trong điện. Bình Lang, ngươi dám chơi ta? Kim Như Khuê biết mình mắc mưu thì gân xanh nổi lên, đột ngột đánh một chưởng lên ngực nữ tử, trong lòng muốn kết thúc tính mạng người này rồi tính sổ với Bình Dục. Ai ngờ người nọ đã sớm có chuẩn bị, không đợi hắn ra chiêu đã cầm chùy thủ đâm vào bụng hắn. Chiêu thức bất ngờ lại ở khoảng cách gần nên khó ngăn cản. Kim Như Khuê là nhân vật lợi hại, thấy nguy là bụng hắn lập tức theo bản năng co rụt lại. Rốt cuộc hắn không còn tâm duy trì sát chiêu, đằng sau còn có đám người Hồng Chấn Đỉnh đánh tới khiến hắn khó đối phó hai bên cùng lúc, cái này tạo điều kiện cho người trong ngực hắn lần một cái trốn luôn. Hắn không kịp nhìn kỹ xem người nọ là ai, bởi vì lúc này Bình Dục đã cõng Phó Lan Nha chạy ra từ biển lửa. Tần Dũng thấy hành động của Bình Dục mới xác định người ngồi sau rèm che mới là Phó Lan Nha thật. Thấy Bình Dục liều mình lao vào biển lửa cứu Phó Lan Nha nên lòng nàng ta hơi chua xót. Lại thấy đám người Bình Hạ chạy theo phía sau hắn nên nàng ta cũng đoán được Phó Lan Nha được anh trai của Bình Dục bảo vệ nên không bị chút thương tổn nào, lòng cũng hơi nhẹ thở phào. Lý Do Kiềm ở một bên nhìn thấy hết mọi biểu tình của Tần Dũng, ánh mắt hắn vì thế mà lạnh xuống. Bình Lang, người lừa ta đến thảm. Kim Như Khuê xưa nay cực kỳ tự phụ, chỉ có hắn đùa bỡn kẻ khác nên bây giờ bị người ta xoay quanh thì rất tức giận. Mắt thấy Bình Dục xuất hiện thì sao hắn nhịn được, cả người lập tức xông ra khỏi trùng vây tìm người tính sổ. Ngặt nỗi những kẻ vây hắn đều là cao thủ nên nhất thời hắn không thể di chuyển được. Mà lúc này cách hắn gần nhất là Vương Thế Chiêu cùng Lý Do Kiềm. Thấy Kim Như Khuê hùng hổ muốn đối phó với Bình Dục nên Vương Thế Chiêu rất vừa ý. Cả người không đánh nữa mà lui về sau tạo một khe hở lớn. Miệng hắn còn không quên nói, Tần đương gia, mau tới bảo vệ Bình đại nhân, ta không ăn được đâu. Lời này vừa nói ra lòng Lý Do Kiệm đã trầm xuống, động tác cũng hơi ngừng lại. Kim Như Khuê là kẻ lợi hại, hắn lập tức lợi dụng khắc này mà đánh Lý Do Kiệm văng ra ngoài, còn bản thân lại rảnh rang phá vây chạy về phía Bình Dục. Biến cố này quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Bình Dục vì phải cõng Phó Lan Nha nên không còn tay nào để chống đỡ. Tuy có Bình Hạ ở phía sau nhưng tầm mắt hắn bị ngăn cản nên không thể phát hiện sự việc kịp thời. Kim Như Khuê không gặp trở ngại gì mà bay tới trước mặt Bình Dục. Nhân lúc mọi người còn đang hỗn loạn, hắn đã nhéo cổ áo Bình Dục xách lên cao, miệng cười lạnh nói, hôm nay ta nhất định phải tính toán xong sổ sách với Bình Lang. Bình Dục thấy có biến thì sợ Phó Lan Nha bị rơi xuống đất. Ai ngờ tên ma đầu kia nhân lúc hắn phân tâm mà phóng thứ gì về phía mũi hắn. Phó Lan Nha ở phía sau nhìn thấy rõ, nàng không biết là gì nhưng vẫn giơ tay muốn ngăn lại. Nhưng nàng làm sao là đối thủ của tên kia, chỉ thấy Kim Như Khuê không có ý tốt nói, thứ này chuyên để đối phó với kẻ không chịu nghe lời như ngươi. Lát nữa hoặc ngươi để ta được toại nguyện hoặc huyết mạch cả người sẽ đứt mà chết. Cái dám nhà ngươi, Bình Dục vội vàng nín thở nhưng vẫn chậm một bước, trong lúc nhất thời hít phải thứ kia. Hắn cảm giác một cỗ cay độc xông vào họng mình, nhưng hắn không có thời gian nghiên cứu kỹ, chỉ nhìn quanh sau đó nhanh chóng ném Phó Lan Nha xuống, miệng nói, Tần đương gia, đón lấy Phó tiểu thư. Phó Lan Nha không biết thứ kia là gì nên cực kỳ sợ. Sau đó nàng đột nhiên bị thả xuống đúng hướng Tần Dũng. Nàng kia nghe Bình Dục giao phó thì không dám chậm trễ mà vội đón lấy Phó Lan Nha. Phó Lan Nha chỉ có thể hốt hoảng cảm tạ sau đó đỡ tay Tần Dũng.
lòng nôn nóng nhìn lên trên thấy Bình Dục và Kim Như Khuê đang giao tranh. Nàng lại nhìn quanh một vòng thấy lửa đã mất khống chế lan dọc theo đại điện nhanh chóng bắt lên đám hoa cỏ. Lúc này lửa đã nuốt hết ban công và đình đài. Chương 106. Ngày mùa thu vốn khô ráo lại thêm gió thổi nên lửa càng lan càng nhanh. Rèm tre cũng bắt lửa khiến đám cháy càng lớn, đại điện nhanh chóng bị đốt đến rung động, khói đặc như mây đen cuồn cuộn phun ra. Hơi nóng khắp nơi, hong nóng bỏng những người ở bên ngoài. Không trung vốn đã tối dần nay lại bị lửa chiếu sáng rực, mùi khói gay mũi tỏa ra khắp nơi. Mọi người sợ bị lửa đốt nên không còn tâm chiến đấu nữa. Bọn họ vừa đánh vừa lui xuống bậc thang tránh lửa. Văn Nhất Minh đứng trước điện nhìn dòng người điên cuồng chạy qua va vào người mình. Mắt thấy gia nghiệp trăm năm sắp bị đốt thành tro, sắc mặt ông ta khó coi đến dọa người, miệng giống lên, mau dập lửa. Đám con cháu của Vạn Mai Sơn Trang nghe thấy thế thì một ít vẫn tiếp tục hỗn chiến với Chiêu Nguyệt giáo, còn lại đều nhanh chóng mốc nước dập lửa. Trưởng môn phái Nga Mi tuy có phê bình tín đáo với hành vi của cha con Văn Gia nhưng cũng biết nếu mặc kệ lửa cháy thì cả tòa Sơn Trang sẽ bị cuốn trong biển lửa. Vì thế bà ta cũng lệnh cho đệ tử chạy tới phù mốc nước từ hồ và suối quanh đó để cùng Vạn Mai Sơn Trang dập lửa. Bình Hạ xuất thân trong quân doanh nên lập trường khác mọi người. Hắn thấy tình huống nhanh chóng mất khống chế thì lập tức chọn ra vài thuộc hạ trầm ổn của phủ đô úy cùng chỉ huy binh sĩ đi dập lửa. Bản thân hắn thì rút kiếm dẫm lên hàng rào đá bay lên mái hiên đuổi theo Bình Dục và Kim Như Khuê. Lúc này Hồng Chấn Đình và mấy người Bạch trưởng lão, Liễu phó bang chủ thấy thế thì cũng vội rút vũ khí ra nhảy lên nóc nhà nhìn chuẩn hướng và đuổi theo. Bọn họ biết tên ma đầu kia lợi hại nên cũng muốn thay Bình Dục giải vây. Lý do Kiệm tuy vừa ăn một trường nhưng vì tránh né kịp nên chưa bị thương nặng. Hắn được đệ tử của Hình Ý Tông vây quanh, ánh mắt hắn phức tạp nhìn Tần Dũng, muốn nói lại thôi. Tần Dũng và Tần Yến Thủ sợ lửa bén đến chỗ Phó Lan Nha lại thấy sắc mặt Lý Do Kiệm cũng không phải quá kém nên cũng không dành lo cho hắn. Ở giữa còn có rất nhiều người chen vào, hai chị em Tần gia chỉ vội vàng nói, chúng ta tách ra rồi hội họp sau đó che chở Phó Lan Nha theo dòng người đi ra ngoài. Nhưng mới vừa đi được vài bước Lý Du đã mang theo mấy người Lý Mân và Trần Nhị Thăng đuổi theo. Hắn ngăn chị em Tần gia lại nói, chỗ này lửa quá lớn sợ sẽ bị thương đến Phó Tiểu Thư. Chúng ta mau tránh đi chỗ khác đã. Trong lòng Phó Lan Nha biết Bình Dục tin tưởng Lý Du nhất, Lý Du cũng sẽ không tùy ý để người của Tần Môn đưa mình đi chỗ khác vì thế nàng cũng dừng bước gật đầu chào, Lý Tướng Quân. Tần Yến Thủ thấy thái độ của Phó Lan Nha cực kỳ rõ ràng thì sắc mặt lập tức ảm đạm. Từ đầu tới cuối nàng chưa từng cho hắn nửa điểm hy vọng. Tần Dũng ở bên kia lại ung dung đáp, tùy Lý Tướng Quân sắp xếp. Phó Lan Nha nôn nóng ngẩng đầu nhìn khắp nơi, thấy bóng đêm đã bao trùm khắp nơi lại chẳng thấy bóng dáng Bình Dục và Kim Như Khuê đâu thì không biết bọn họ đã đánh đến chỗ nào rồi. Lòng nàng nóng như lửa đốt, nhớ đến vừa rồi tên ma đầu kia hình như cho Bình Dục hít cái gì đó nên tim nàng như bị treo lên không sao ổn định được. Nàng sờ sờ bao thuốc giải độc trong tay áo, trong đó còn 3 viên. Không biết thuốc này có giải được độc của Kim Như Khuê không, mà nàng cũng không biết làm cách nào đưa nó cho Bình Dục được. Nàng đang muốn nhờ Lý Du nghĩ cách thì đã nghe thấy trong không trung vang lên tiếng nổ lớn, giống như có thứ gì bị lửa thiêu cháy rồi đổ xuống. Đám người tụ tập trước điện bị tiếng nổ này dọa sợ, lập tức như thủy triều tràn xuống. Mấy người Tần Dũng cũng suýt bị đám đông này va ngã. Lý Du không muốn Bình Dục phải lo lắng nên lập tức quát, đi. Hắn che chở Phó Lan Nha chạy về rừng mai phía sau. Vạn Mai Sơn Trang dựa lưng vào rừng mai, từ trên nhìn xuống là thành Kim Lăng. Xung quanh Sơn Trang là suối nước bao quanh, ngoài lầu các thì có mấy ngàn cây mai chạy dọc theo dòng suối tới tận chỗ xa. Sơn Trang này không xây tường cao khắp nơi như những Sơn Trang khác, trừ mỗi chỗ vào cửa chính. Tổ tiên Văn Gia vì muốn thưởng thức cảnh đẹp xung quanh núi nên chỉ đặt bẫy và cơ quan theo tam nguyên tích số. Vì có rừng mai làm lá chắn nên Sơn Trang và cảnh vật xung quanh coi như hòa làm một, quanh năm xanh tươi tốt, mênh mông vô bờ. Nhưng cũng vì thế này mà một khi lửa bốc lên thì cả ngọn núi lập tức bắt lửa. Mấy người Lý Du và Tần Dũng từng nghiên cứu kỹ địa hình nơi này trước khi tham dự võ lâm đại hội. Bọn họ biết cách chủ điện không xa có một tòa thiên điện và sau đó đương nhiên có rừng mai. Mà bên cạnh rừng mai sẽ là dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, cực kỳ tiện cho việc chống hỏa. Bọn họ lướt qua đám đông đi vào trong rừng thì quả nhiên thấy trong đó rất thanh tĩnh, khác hẳn với cảnh ầm ĩ rung trời ngoài chủ điện. Vì lúc này chưa tới mùa nên rừng mai còn chưa có mấy người tới thăm. Cảnh vật hoang sơ, có không ít đèn lồng được treo lên. Ánh đèn loang lổ, sáng ngời lại trống trải, đẹp không khác gì ban ngày. Nghỉ ở đây một lát đã, Lý Du lau mồ hôi rồi nói với Phó Lan Nha. Lửa còn chưa lan tới trong rừng, Chiêu Nguyệt giáo cũng tạm thời chưa đuổi theo. Mọi người đánh nhau nửa ngày đã mệt mỏi nên nhân lúc này cả đám thay nhau điều tức. Lý Du không thấy Bình Dục đâu thì cũng sốt ruột, nhưng hắn biết sốt ruột cũng chẳng thể làm gì còn không bằng toàn tâm toàn ý bảo vệ Phó Tiểu Thư miễn cho cả hai đầu đều lỡ giờ.
Tần Yến Thủ sợ người của Chiêu Nguyệt giáo tới nên đang muốn lệnh cho đệ tử Tần Môn canh cửa rừng. Ai ngờ hắn lại nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến cạnh dòng suối. Vừa quay qua hắn đã thấy đám hộ pháp của Chiêu Nguyệt giáo mang theo mười mấy giáo đồ bao quanh bìa rừng. Có thể thấy đám người này nhận lệnh của Kim Như Khuê nên đã nhanh chóng rời chiến trường, không lãng phí thời gian tranh đấu với môn phái khác mà chỉ toàn tâm toàn ý bắt Phó Lan Nha. Lý Du dựng mày mắng, còn dám cắn không nhả? Hắn vung kiếm tấn công nữ tử mặc đồ màu hồng đứng gần nhất. Tần Dũng và Tần Yến Thù cũng lập tức chia làm hai đường ngăn đám giáo đồ Chiêu Nguyệt giáo. Lúc so chiêu hai người còn không quên gọi đám đệ tử Tần Môn tới trợ giúp. Nhưng Vạn Mai Sơn Trang vốn cực lớn, hơn nữa vì hỏa hoạn nên mọi người sớm tan tác khắp nơi. Đến lúc này mọi người hoặc đang cùng Vạn Mai Sơn Trang dập lửa hoặc đã tự tránh đến chỗ an toàn. Còn mấy người Hồng Chấn Đình thì đã đuổi theo Bình Dục và Kim Như Khuê không thấy bóng dáng đâu. Trong lúc nhất thời không có mấy người đuổi được tới rừng Mai. Phó Lan Nha đứng ở bên dòng suối khẩn trương nhìn mấy hộ pháp ở cách mình vài bước chân. Tuy có mấy người Lý Du và Tần Yến Thù nhưng nàng vẫn cảm thấy bất an. Nàng ngẩn ra, nhớ tới hoàn cảnh lúc nãy thì không nhịn được nhìn xung quanh và phát hiện ra cây rừng phía đối diện dòng suối có chút cổ quái. Lòng nàng rung lên, nhìn chằm chằm đám cây rừng, càng nhìn càng thấy góc độ và vị trí của mấy cái cây giống như bị người ta cố ý sắp xếp. Đang nhìn đến xuất thần thì nàng chợt nghe thấy không xa cạnh đó truyền đến tiếng hét. Nàng lo sợ quay đầu thì vừa lúc thấy giữa không trung ở xa xa có mấy người đang bay tới, độ không khác gì mũi tên. Từ tướng mạo và thân hình của người đi đầu thì thấy giống Bình Dục. Càng đến gần mặt mấy người kia càng rõ nhờ ánh đèn lồng. Phó Lan Nha nôn nóng tập trung nhìn, sau đó tim run lên. Nàng chỉ thấy mặt Bình Dục ửng hồng, biểu tình mơ hồ lộ ra thống khổ giống như đang nhẫn nại nhịn cái gì đó. Phía sau hắn đúng là Kim Như Khuê, chỉ trong nửa chén trà ngắn ngủi mà tên kia giống như phát rồ, đôi mắt đỏ đậm, tóc đen xóa tung trên vai. Hắn giang tay đón gió, giống như một kẻ điên. Hắn đuổi sát phía sau Bình Dục, giống như không thể bắt được đối phương thì hắn tuyệt đối không chịu bỏ qua. Bình Dục vất vả vòng quanh ngọn cây tránh trái tránh phải, liều mạng tránh né truy đuổi. Đằng sau hai người là Hồng Chấn Đình và Bình Hà cũng đuổi theo sát nút, nhưng vì tốc độ của hai kẻ đằng trước quá nhanh nên trước sau bọn họ vẫn có khoảng cách. Đám người Bạch Trưởng Lão thì hoàn toàn không thấy đâu nữa, không biết là do khinh công kém hơn nên bị tụt lại hay vì bật ứng phó với giáo đồ của Chiêu Nguyệt giáo. Phó Lan Nha thấy tình trạng của Bình Dục không đúng thì chỉ nghĩ hắn bị bắt, tim cũng vì thế mà đập thình thịch. Nàng vội lấy thuốc giải ra nắm chặt trong tay, chỉ chờ hắn đến gần là đưa cho hắn. Bình Dục đến rừng Mai thì vội vàng hạ xuống, lại thấy Phó Lan Nha lẻ loi đứng một mình bên dòng suối nên hắn cắn chặt răng lao xuống, vươn một tay ôm nàng vào ngực rồi lướt qua dòng suối chạy vào cánh rừng bên cạnh. Có phải ngài trúng độc không? Phó Lan Nha ôm chặt lấy lưng hắn, chỉ cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn cộm lên chạm vào người mình nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ được gì. Nàng vội vàng nhét thuốc trong tay vào miệng Bình Dục, mau, mau nuốt thuốc giải vào rồi nói sau. Bình Dục đã bị giày vò đến không nói được gì, máu toàn thân hắn sôi trào không ngừng, cả người như bị nướng trên lửa. Hắn hận không thể lăn lộn trên đất, giãy dụa hoặc có một chậu nước lạnh dội vào đầu hắn để dập bớt dục vọng đang sôi trào trong lòng hắn. May mà thần trí hắn vẫn tỉnh táo, thấy Phó Lan Nha đốt thuốc cho mình thì hắn không nói hai lời đã nuốt vào. Tuy đáy lòng hắn biết mình trúng kim tiêu hoàn nên có lẽ thuốc này không có tác dụng nhưng vẫn không nhịn được hy vọng. Sau khi uống thuốc cần một lúc mới phát huy công hiệu, hắn nhìn quanh tính tìm chỗ nghỉ ngơi để dược lực phát huy tác dụng. Hắn cũng muốn tránh cho nội lực bị quấy thành nồi cháo loạn, bản thân mất khống chế đồng thời khó chống lại sự tấn công của Kim Như Khuê. Mới vừa chạy vội tới rừng cây bên cạnh thì phía sau đã lập tức có trưởng phong phần phật phóng tới. Là Kim Như Khuê đuổi tới, chỉ trong nháy mắt tiếng cười tà ác đã vang lên. Bình Lang, ta đã sớm nói với ngươi là kim tiêu hoàn này không có thuốc giải, ngoại trừ hoàn hảo để phát tiết thì chẳng còn cách nào khác đâu. Nếu ngươi không chịu thì chỉ có chết. Không ngờ hắn còn chưa nói xong, Bình Dục đã giận quá hóa cười nói, hôm nay ta định để ngươi chết không có chỗ chôn, tốt nhất đừng để rơi vào tay ta. Kim Như Khuê cười lạnh đáp, Bình Lang, hôm nay ngươi lừa ta như thế, cho dù mất nửa Chiêu Nguyệt giáo ta cũng thề phải được như ý nguyện. Võ công của hắn vốn chắc tuyệt, lúc này cuồng tính đã nổi lên nên càng thêm khó đối phó. Nhưng hắn bừa bãi đã quen, xưa nay lại tự phụ nên một khi nảy lòng tham thì bất kỳ ở đâu cũng chỉ muốn làm theo ý mình. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm là bất kể thế nào cũng phải bắt lấy Bình Dục, sau đó chọn chỗ nào đó nhục nhã hắn một phen mới hả dạ. Phó Lan Nha đương nhiên hiểu ý của Kim Như Khuê, rốt cuộc hai chữ hoàn hảo này nàng cũng hiểu, vì thế nàng cực kỳ hoảng loạn, vội nhìn kỹ sắc mặt Bình Dục. Mặt nàng cũng nóng lên, vừa ngẩng đầu đã thấy trán Bình Dục đầy mồ hôi, chúng cứ thế theo cằm hắn chảy xuống, rơi cả trên người nàng. Thuốc đã uống được một lát nhưng vẻ thống khổ trên mặt Bình Dục vẫn không hề suy truyền. Lòng nàng chợt lạnh, dù không biết tên ma đầu kia nói có đúng không nhưng thuốc của mẹ nàng quả nhiên không có tác dụng gì.
Đúng lúc lòng nàng đang loạn lên lại nghe thấy mấy tiếng vèo vèo, có thứ gì đó phá không mà tới. Đó là kiếm của Bình Hạ, dù hắn chưa tới nhưng đã vung kiếm ra ném về phía Kim Như Khuê. Tên kia nghe thấy thế thì dùng mình, không thể không xoay người chạy trốn. Hồng Chấn Đình cũng thừa cơ ra chiêu cuốn lấy tên kia. Vài hộ pháp của Chiêu Nguyệt giáo thấy thế thì vội lướt qua dòng suối đi qua giúp Kim Như Khuê thoát vây. Rất nhanh bên dòng suối lại vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt. Cũng trong lúc đó Bình Dục lại chạy như điên vào trong rừng, hoàn toàn ném mọi người ở sau. Hắn vô ý bị Kim Như Khuê ám toán nên cảm thấy rất xấu mặt. Hắn cố gắng đi trước, lại dương giọng nói như không có việc gì. Đại ca, Hồng Bang chủ ta đưa phó tiểu thư tới chỗ an toàn trước rồi sẽ tới tiếp ứng mọi người. Nói xong tim hắn này thình thịch, trái tim như bị thứ gì đó ép lại, suýt nữa thì nổ tung. Trong lòng hắn biết đan dược kia lợi hại nên không dám ra vẻ nữa, cũng không dám nói gì nữa mà trầm mặc ôm phó Lan Nha chạy vào trong rừng. Không ngờ trong rừng này có cơ quan, đi được vài bước thì cảnh vật lại thay đổi. Hắn quay đầu lại thì không thấy mấy người còn đang đánh nhau ở phía sau nữa. Hắn không rảnh lo nghiên cứu kỹ bởi vì khó chịu trên người quá lớn nên hắn chỉ muốn đặt phó Lan Nha xuống một chỗ nào đó còn bản thân sẽ tự tìm biện pháp giải quyết. Ai ngờ đi được hai bước thì rừng cây càng xung xuê ơn, núi đá hình thù kỳ quái ngày càng nhiều, giống như được dựng lên để mê hoặc người khác. Lúc vòng qua một cây cổ thụ to bằng hai người ôm hắn lập tức nhìn thấy một sơn động cao nửa người. Bình Dục nhẹ thở ra, đang muốn buông phó Lan Nha xuống thì cảm giác nóng bỏng trên người lại thổi quét tới. Cảm giác lúc này càng kịch liệt hơn lúc trước, hắn không chống đỡ nổi nên cả người đột nhiên ngã xuống. Phó Lan thấy hắn càng ngày càng thống khổ thì vội trèo xuống, lòng lo lắng đến suýt rơi lệ, giọng ôn nhu hỏi, rốt cuộc tên kia cho ngài dùng độc gì mà đến thuốc của mẫu thân ta cũng không có tác dụng thế. Bình Dục khó chịu đến nói không nên lời, cứ thế đẩy phó Lan Nha ra, bản thân thì muốn bước đi nhưng cả người chỉ có thể chật vật lui về sau hai bước. Vất vả lắm hắn mới đứng vững nhưng mồ hôi đã chảy ròng ròng xuống. Hắn cắn răng phun ra từng chữ, nàng ở ngoài sơn động chờ ta đi vào một lát rồi sẽ ra. Phó Lan Nha không hiểu gì về việc này nhưng kết hợp lời của Kim Như Khuê và tình trạng của Bình Dục thì không khó đoán lúc này chuyện hắn phải làm có liên quan đến việc kia. Đặc biệt là vừa rồi lúc được hắn ôm nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ kia cứ thế bất khuất chọc vào người mình. Trong lòng nàng biết Bình Dục tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì vào thời điểm mấu chốt này, vì thế nàng nghĩ ngợi chẳng lẽ thuốc kia lại bá đạo thế sao. Mắt thấy Bình Dục phải đỡ thân cây mới miễn cưỡng lảo đảo đi vào trong động thì nàng vội vàng đuổi theo tới cửa động nhưng sau đó lại dừng chân. Nàng đứng bên ngoài xoắn góc áo không yên đi qua đi lại. Lát sau nàng chợt nghe thấy trong động truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ. Tim nàng lỡ một nhịp, rốt cuộc nàng bất chấp hết mà xách váy chạy vào. Vào bên trong nàng thấy đai lưng của Bình Dục đã tháo, xiêm y nửa cởi, một chân hắn quỳ xuống, cả người dựa vào tường muốn đứng dậy. Nhưng không đợi đứng lên thì cả người giống như bị ai đó đánh một đòn cứ thế ngã thẳng về sau. Ngay sau đó hắn lăn lộn kêu rên, tình huống cực kỳ đau khổ, sắc mặt cũng đỏ hơn vừa nãy vài phần. Nàng không biết vừa rồi hắn ở trong động làm cái gì nhưng hiển nhiên cách đó vô dụng. Giờ này nàng chưa từng khủng hoảng thế này, nàng vội chạy tới trước mặt hắn, nửa quỳ bên cạnh ôm lấy mặt hắn, nước mắt rơi ào ạt mà hỏi, ngài mau nói cho ta biết phải làm sao mới giúp được ngài. Bình Dục căn bản không dành trả lời phó Lan Nha bởi vì mạch máu cả người hắn đã căng lên, chỉ hơi vô ý là sẽ đứt kinh mạch mà chết. Phó Lan Nha luống cuống tay chân nhìn Bình Dục, sau đó nàng nhớ tới lời của Kim Như Khuê nên lập tức đè lại bả vai hắn, nhìn đôi mắt che đầy dục vọng của hắn, sau đó run giọng hỏi, Kim Như Khuê nói thật không? Chỉ cần ta. Nửa câu cuối cùng nàng không sao nói nên lời. Bình Dục tuy thống khổ đến mức không thể mở miệng nhưng trong lòng lại cực kỳ rõ ràng. Hắn thấy Phó Lan Nha vì mình rơi lệ thì trái tim như siết lại. Bởi vì biến cố này mà nàng đã kinh hãi đến tận cùng, thế mà bản thân lại vẫn giữ cái gì mà nguyên với trả tắc. Nếu tính mạng còn không có thì sau này làm sao hắn bảo hộ nàng chu toàn được. Rốt cuộc hắn cắn chặt răng cố hết sức giơ tay ôm lấy mặt nàng, muốn cầu nàng cùng mình hoan hảo. Ai ngờ hắn còn chưa mở miệng thì tim Phó Lan Nha đã siết lại, nàng nhắm mắt dán cả người lên người hắn, miệng cũng dán lên môi hắn lắp bắp hỏi, có phải thế này là được rồi không? Bình Dục tuy bị giày vò đến sắp nổ tung nhưng vẫn ngẩn ra. Mà điều kỳ quái chính là ngay khi nơi đẫy đà trên người nàng vừa dán lên ngực hắn thì hơi thở tán loạn của hắn cũng có chút bình phục lại. Còn chỗ nào đó đang mau me dục dịch lại càng bành trướng hơn. Ngài nói đi, rốt cuộc có phải thế này không? Phó Lan Nha mở to mắt thấy Bình Dục đang yên lặng nhìn mình một lúc lâu không nói gì thì tức hụt máu mắng hắn. Giờ là lúc nào rồi? Chẳng nhẽ ta lại trơ mắt nhìn ngài chết ư? Thương xót trong lòng Bình Dục dâng lên, hắn cắn chặt răng bỏ qua hết cố kỵ. Hắn đột nhiên nghiêng người đè nàng xuống dưới, lại cố nén khó chịu như tảng đá trong ngực mà cất giọng khàn khàn nói, nha đầu ngốc, phải thế này mới đúng. Chương 107.
Bình Dục đặt nàng nằm dưới, sau đó gấp không chờ nổi mà cởi xiêm y trước ngực nàng. Cũng không phải hắn gấp gáp, mà là lúc này tên đã lên dây không thể không bắn. Phó Lan Nha quả thực chính là thuốc giải của hắn. Trên người nàng khoác một kiện áo choàng màu tím dùng để chống lạnh, vừa vặn có thể dùng để lót xuống cho nàng nằm đỡ phải dán lên mặt đất lạnh lẽo. Sau khi cởi áo khoác, hắn lại thở phì phò cởi dây buộc áo trước ngực nàng. Lúc này đã vào thu nên nàng mặc vài món áo quần, có áo ngoài màu xanh và một kiện áo trong màu xanh nhạt. Sau áo trong là một cái áo lót màu hồng cánh sen. Hắn nhẫn nại cởi từng thứ một, mỗi thứ đều quen mắt bởi vì đây đều là quần áo hắn tự mình đi chọn cho nàng. Nghĩ đến đám xiêm y này hiện tại đều do hắn cởi ra, là ngực hắn bỗng chuyển đến cảm giác tê dại, động tác cũng chậm lại, mắt rũ xuống nhìn nàng. Nàng lúc này hình như đã nhận ra hiểu biết của mình về việc hoàn hảo, có chút sai lầm. Một dạng mây đỏ diễm lệ bò lên mặt nàng, cả người nàng cũng theo đó mà căng chặt. Cái này chứng tỏ nàng rất khẩn trương, nhưng vì nóng lòng muốn giải độc cho hắn nên nàng vẫn cố nhịn, ngoan ngoãn để mặc hắn nghịch. Hắn thấy thế thì vừa thương vừa yêu, cố kiềm nén dục vọng mà cúi đầu hôn lên trán nàng, thấp giọng gọi, Lan Nhi ngoan. Trong đầu nàng nổ tung, cực kỳ ngượng ngùng quay qua một bên. Nhân lúc nàng quay đầu, Bình Dục nhanh chóng cởi áo lót kia ra. Da thịt trắng nõn của nàng theo áo quần dần hiện ra trước mặt hắn. Bình Dục nhìn đến say mê, trái tim càng đập điên cuồng hơn. Ngực nàng chỉ còn một mảnh yếm màu khói, trên mặt thêu hoa sen trắng nhị vàng. Có lẽ đã lâu nàng không có áo yếm mới nên cái yếm này đã hơi nhỏ, chỉ miễn cưỡng che đủ hơn nửa phần ngực đẫy đà của nàng. Hô hấp của hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt như dán vào cảnh đẹp nửa che nửa lộ bên dưới. Dục vọng trong mắt hắn hóa thành hai ngọn lửa rực cháy, khiến người hắn như bốc lửa. Chờ hắn hoàn hồn thì tay đã tự chủ trương sờ đến chỗ không nên sờ. Phó Lan Nha nào chịu được động tác đột ngột này của hắn, cả người nàng run lên, không nhịn được giãy giụa nói, Bình Dục. Nhưng lúc này Bình Dục đã như củi khô bốc cháy, hắn căn bản không thể kiềm chế, cũng không có ý định từ bỏ. Hắn vỗ về chơi đùa một hồi, sau đó thuận thế kéo mảnh vải cuối cùng đó xuống. Trong phòng tức khắc tràn ngập hơi thở giống như xả hương. Phó Lan Nha hoảng hốt không biết làm sao, nàng chống tay lên ngực hắn, gấp giọng gọi, Bình Dục. Giọng nàng có hỗn loạn và hoảng hốt mang theo cả sợ hãi. Bình Dục nghe thấy thì chút lý trí còn sót lại cũng thức tỉnh. Hắn ngẩng đầu nương theo ánh đèn ở cửa động mà thở phì phò nhìn nàng. Chỉ thấy Phó Lan Nha cũng đang kinh hoàng nhìn hắn, con người ướt át, giống như có ngôi sao lấp lánh. Thương tiếc trong lòng hắn lại càng lớn hơn, Bình Dục cúi người ghé bên tai nàng thấp giọng dỗ, Lan Nhi ngoan. Trong giọng nói của hắn thế nhưng lộ ra vài phần khép nép và khẩn cầu. Phó Lan Nha chưa từng thấy bộ dạng này của hắn, lại nhớ đến tình cảnh của hắn thì lòng run lên. Cảm xúc hoảng sợ của nàng cũng tan đi vài phần, nàng nhìn hắn một hồi sau đó cắn cắn môi, yên lặng nhắm mắt lại và dũng cảm bày ra bộ dạng mặc hắn sâu xé. Bình Dục không tự giác được nuốt nước miếng, nàng thật sự quá mê người, đến lúc này rồi hắn không chỉ muốn giải độc mà còn muốn nàng nhiều hơn. Hắn sờ soạng bên hông nàng một phen, cuối cùng cũng tìm được giải lụa và cởi bỏ nó, ngay sau đó một tay hắn nâng mông nàng lên, một tay. Nàng quả thực thẹn đến mức muốn chui xuống đất, mặt nghiêng qua một bên nhắm chặt mắt. Nàng hận không thể vùi cả người xuống áo choàng phía dưới. Bình Dục ngừng động tác, quỳ thẳng giữa hai chân nàng và bắt đầu cởi xiêm y đầy mồ hôi của mình. Theo da thịt lộ ra ngoài của hắn, không khí trong động cũng như bị hun nóng hơn vài phần. Phó Lan Nha giống như một con dê nằm đó tùy ý để hơi thở nóng bỏng kia ép tới. Nàng nhanh chóng cảm thấy một thân thể nóng rực đè lên người mình. Lòng nàng hoảng hốt không tự chủ được mở mắt ra. Hắn đang ở ngay phía trên nhìn nàng. Bởi vì tình dục mà khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết, đôi mắt sáng quắc nhìn nàng như có mị lực khó cưỡng. Bả vai hắn rộng, cơ bắp cứng rắn, da thịt căng chặt bị ánh đèn từ ngoài chiếu vào tỏa sáng nhàn nhạt, giống như tơ lụa thượng hạng. Phó Lan Nha thất thần một khắc, nàng không biết đây là rung động hay ngượng ngùng mà chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn. Chờ hắn cúi người hôn tới thì nàng mới hoảng loạn cúi đầu, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy đường cong trên eo hắn đến tận chỗ bụng hai người đang dán vào nhau. Đầu óc nàng nổ oành một cái, không dám mở mắt nhìn nữa. Lan Nhi, hắn cúi đầu xuống dụ dỗ nàng hé miệng để cắn mút, đoạt lấy hơi thở của nàng. Phó Lan Nha không chống đỡ được mà bị hắn hôn đến gần như ngất đi. Thật lâu sau hắn mới hoàn hồn khỏi cảm giác vui thích mê hoặc này. Vừa ngồi dậy hắn đã thấy Phó Lan Nha mệt mỏi rúc ở bên dưới. Gương mặt nàng vì dục niệm mà càng thêm xinh đẹp, tóc đen ướt mồ hôi dán bên mái, ngực nàng hồng, cả người là mồ hôi, biểu tình rõ ràng là cực kỳ buồn ngủ. Đáy mắt hắn hiện ra một tia quẫn bách, hắn vội rời khỏi nàng, hồi tưởng lại vừa nãy tuy hắn đã cố gắng khắc chế nhưng hơn phân nửa vẫn khiến nàng bị thương, vì thế hắn lập tức ôm nàng vào lòng, ngượng ngùng hỏi, có đau không? Phó Lan Nha cố hết sức mở to mắt chừng hắn nhưng còn chưa kịp nói chuyện thì nàng đã thấy đầu váng mắt hoa, sau đó ngất luôn. 08.
Mình rục cả kinh, vội lấy áo choàng gói kỹ Phó Lan Nha lại, sau đó ôm vào lòng rồi mới cẩn thận dò hơi thở của nàng. Hắn không biết nhiều về y thuật, nhưng mấy năm ở quân doanh và cầm y vệ cho hắn chút kinh nghiệm. Lúc này nàng tạm thời mất ý thức, nhưng hô hấp vẫn vững vàng, mạch đập cũng hoàn toàn không hỗn loạn. Chẳng qua vừa rồi hai người lăn lộn kịch liệt quá nên nàng mới mệt mỏi mà rơi vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Nàng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể tỉnh lại. Tuy vậy hắn vẫn cảm thấy áy náy. Hắn cúi đầu nhìn nàng một hồi, sau đó nâng tay lên cẩn thận vén sợi tóc trên trán cho nàng rồi thương tiếc mà hôn hôn lên mặt nàng. Trên người nàng vẫn chưa mặc quần áo, hắn sợ nàng cảm lạnh, vì thế vội nhẹ nhàng nhặt trường bào đang vứt dưới đất của mình lên quấn cho nàng. Sau đó hắn quỳ gối bên cạnh nàng, thẹn thùng tự mặc đồ của mình vào. Vì vừa rồi quá cấp bách nên đến quần hắn còn chưa cởi hết đã. Muốn nàng, áy náy dâng lên trong mắt hắn, lúc này nhìn nàng yên lặng ngủ say, thấy nàng chưa tỉnh nên hắn lại mặt dày giúp nàng mặc quần áo. Lần này không có sự thôi thúc của mị dược nên động tác của hắn mang theo vài phần xấu hổ và chậm hơn nhiều. Mảnh yếm còn treo ở một bên cánh tay nàng, màu khói tôn da thịt của nàng thêm trắng nõn nà, mồ hôi mịt khiến mặt mày nàng càng thêm sáng bóng, đẹp đến nỗi tim hắn đập loạn lên. Không biết, lúc trước hắn chỉ có thể tưởng tượng về nàng, hắn luôn biết nàng rất đẹp nhưng không nghĩ lại đẹp tới mức này. Chỉ liếc mắt một cái hắn đã thấy tâm thần mơ màng, không có chỗ nào không tốt. Ánh mắt hắn lưu luyến trên khuôn ngực của nàng, dục vọng vất vả lắm mới kìm nén được lại ngo ngoe dục dịch ngóc đầu lên. Hắn không dám làm bậy cũng không dám nhìn nhiều mà ôm nàng vào lòng, duỗi tay vụng về giúp nàng buộc dây. Tuy dáng người nàng yểu điệu nhưng trước ngực lại no đủ là lướt, dây yếm buộc sau tấm lưng trần của nàng vừa khít, không thừa chút nào. Vì thế ý niệm giúp nàng làm thêm mấy cái yếm mới lại càng mạnh mẽ hơn, chỉ chờ quay lại thành hắn sẽ đến ngay cửa hàng xin ý kia giúp nàng làm quần áo mới. Dù sao tiểu nhị của tiệm kia cũng nghĩ hắn là phu quân của nàng rồi, lúc này hai người cũng đã động phòng, hắn cần thừa cơ giúp nàng sắm sửa một phen. Cái gì mà xanh ngọc, xanh biếc, hồng đào, mỗi màu một cái, da nàng trắng nên một khi mặc mấy màu đó lên người hẳn đều sẽ đẹp xuất sắc. Hắn nghĩ đến xuất thần, chờ hoàn hồn hắn mới nhận ra mình đã ngẩn người thật lâu. Hắn dùng mình vội giúp nàng buộc yếm đàng hoàng, dù vậy trong đầu hắn vẫn lung tung nghĩ nhiều thứ. Trước khi hồi kinh và chính thức cưới nàng, liệu hai người có thể làm thêm lần nữa không? Hầy, dù hắn có muốn thì lấy tính tình nàng hẳn sẽ không chịu. Mà nàng đã không chịu thì hắn còn làm được gì? Hắn nhíu mày lắc đầu quẳng hết mấy ý nghĩ không thực tế đó ra khỏi đầu. Hắn thu lại tâm tình, bắt chính mình nén dục niệm để giúp nàng mặc xong yếm, rồi tới áo trong, sau đó mới cẩn thận đặt nàng nằm xuống. Hắn còn phải giúp nàng xử lý bên dưới nữa. Tuy chỗ đó cực kỳ dụ hoặc, hắn cảm giác như mình lại bị kim tiêu hoàn dày vò, tim đập điên cuồng nhưng vẫn cắn răng không dám nhìn mà giúp nàng sửa soạn. Lúc này hắn đứng dậy nhìn quanh thấy huyệt động này tuy đơn sơ nhưng cũng coi như sạch sẽ. Chắc hẳn có người thường xuyên đến đây dọn dẹp. Sâu trong động có một bàn và cả giường, bày biện chỉnh tề giống như để nghỉ ngơi. Hắn đoán đây là nơi bế môn của trang chủ Vạn Mai Sơn Trang. Khó trách nơi này lại ẩn mật như thế, bên ngoài thậm chí còn có kỷ môn độn giáp và rừng mai che lấp. Hắn được ông nội dạy bảo nên từ nhỏ đã có nghiên cứu về kỳ môn. Vừa rồi hắn theo bản năng dò được tới đây, cũng coi như có chút duyên. Mấy năm nay có lẽ Văn Nhất Minh bận rộn mua danh chuột tiếng nên chưa chắc đã có tâm tư bế quan tu luyện, vì thế nơi này không biết đã để hoang phí bao lâu. Chẳng trách ngoài động cũng không có ai canh gác. Hắn nghĩ đến anh hắn không biết có đi vào rừng tìm hắn không. Lúc này lông tơ trên người hắn dựng hết lên, cũng không dám chậm trễ nữa mà nhìn quanh xem có thứ gì dùng được không. Nhưng trong này chẳng có thứ gì vừa ý, nên cuối cùng hắn đành dùng áo lót của mình lau cho nàng. Trong quá trình đó hắn không tránh được nhìn một lát, nội tâm cũng xao động, vài lần muốn xông lên cùng nàng thân mật thêm một hồi. Nhưng nàng còn chưa tỉnh dậy, nếu hắn thật làm như vậy thì quả thực không khác gì cầm thú. Nếu nàng biết được thì sẽ oan hắn nhân lúc cháy nhà hôi của, thậm chí có lẽ nàng sẽ khóc lóc. Dù sao thì vừa rồi vì cấp bách giải độc nên nàng cũng bất đắc dĩ, nếu muốn lần nữa thì phải lấy cái cớ gì. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, chờ hắn phát hiện bản thân còn thật sự nhị tách thì xấu hổ đỏ cả mặt. Cái gì gọi là lòng tham không đáy, suy nghĩ bậy bạ chắc cũng chỉ thế này. Hắn không thể mơ màng nữa, cần phải nhanh chóng giúp nàng mặc xong quần áo rồi mang nàng rời khỏi đây. Đang cúi đầu chà lau, hắn nghe thấy một tiếng hừ nhẹ, cả người Phó Lan Nha hơi động đậy rồi tỉnh lại. Động tác của Bình Dục tuy nhẹ nhưng vì nàng mới vừa bị lăn lộn một hồi nên lúc này cực kỳ mẫn cảm. Nàng mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó quấy nhiễu đến không thể ngủ tiếp. Hơn nữa sau khi nghỉ ngơi một lát thì sức lực trên người nàng cuối cùng cũng khôi phục một chút. Nàng có vẻ hơi mờ mịt, ánh mắt chỉ độn mà xoay chuyển, lơ đãng lộ ra quyến rũ. Lúc này nàng thấy Bình Dục đang quỳ gối giữa hai chân mình. Máu dồn lên đầu nàng, nhất thời Phó Lan Nha không nhận ra hắn đang làm gì, vì thế nàng xấu hổ đến độ muốn khép hai chân lại. Bình Dục bắt lấy mắt cá chân nàng rồi ngượng ngùng nói, Lan Nhi ngoan,
Nàng đừng nhúc nhích để ta lau cho nàng, nếu không sợ là... Hắn xấu hổ mà khụ một tiếng mới nói, sợ chảy ra bẩn váy nàng. Lúc này Phó Lan Nha mới phát hiện ra giữa hai chân mình lạnh dính, vì động tác vừa rồi nên có thứ gì đó trào ra chảy theo hai chân nàng. Hơn nữa thứ này rất nhiều, kiểu này phải lau một hồi mới sạch được. Tuy nàng không có kinh nghiệm gì về chuyện này nhưng lại rất thông minh. Kết hợp chuyện vừa rồi và vài lời ngẫu nhiên đọc được trong sách, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ về việc nam nữ. Nàng vừa thẹn vừa quẫn nghĩ, chẳng lẽ thứ này là tinh nguyên ư? Rốt cuộc hai chữ này nàng mới chỉ gặp ở trên sách trước đây nhưng không biết cụ thể là cái gì. Trải qua một hồi vừa rồi nàng coi như đã hoàn toàn lĩnh giáo, vì thế không nhịn được nghĩ, sao lại nhiều như thế? Thấy Bình Dục không định dừng tay nên nàng biết không thể lay chuyển được hắn, vì thế rất xấu hổ buồn bực, cắn cắn môi che mặt lại mặc cho hắn cẩn thận hầu hạ. Dù vậy tâm tình nàng vẫn xuống dốc, cả người nhẹ run lên không ngừng. Bình Dục đương nhiên phát hiện ra cảm xúc của nàng không tốt. Tâm tư nàng mẫn cảm trong sáng, lúc trước chỉ vì cứu hắn nàng mới không màng mà trả giá hết thảy. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn là tiểu thư khuê các, trải qua chuyện vừa rồi sao nàng có thể thản nhiên đối mặt được. Trước mắt còn không biết nàng đang bị giày vò thế nào, đây là lúc hắn phải dỗ dành nàng vì hắn không muốn chọc nàng thương tâm. Vì thế hắn dùng tốc độ nhanh nhất trả lau cho nàng, giúp nàng mặc đồ, cài váy rồi ôm nàng vào lòng muốn an ủi một phen. Ít nhất cũng phải cho nàng chút an thần mới được. Phó Lan Nha là người ngoài mềm trong cứng, nàng sẽ không vô cớ thương xuân thu buồn. Nhưng khi ở cùng Bình Dục không hiểu sao cảm xúc của nàng thường xuyên bị hắn tác động, lúc này cũng không ngoại lệ. Không biết vì sao nàng cảm thấy cực kỳ tủi thân, thấy hắn ôm mình nàng lại nảy sinh tâm phản kháng mà vặn vẹo vài cái. Cuối cùng vẫn bị hắn ôm vào lòng nên nàng càng tủi thân hơn, cứ thế dưng dưng nhìn hắn sau đó quay đầu đi, nước mắt loạch xoạch rơi xuống. Bình Dục thấy thế thì tim xoắn lại, hắn cuống quýt giúp nàng lau nước mắt, lại nắm lấy tay nàng đặt lên môi hôn, thấp giọng trịnh trọng nói, Lan Nhi ngoan, nàng đừng sợ, cũng đừng khổ sở. Ta sẽ lo liệu mọi việc, tuyệt đối không để nàng chịu chút tủi thân nào. Hơi thở của hắn phun lên tay nàng nóng nóng khiến tim nàng cũng khẽ run lên. Hứa hẹn của hắn rõ ràng mà kiên định, từng câu chữ truyền vào tai khiến lòng người ta ổn định hơn. Cảm xúc phức tạp trong lòng nàng cũng ổn định không ít và miễn cưỡng tốt hơn một chút. Có điều, chung quy nàng vẫn quá ngây thơ với chuyện giường chiếu. Lúc này nhớ tới vừa rồi hắn khiến nàng đau như thế nên dù biết hắn không cố ý nàng vẫn buồn bực, không muốn nói chuyện với hắn. Bình Dục thấy nàng thật lâu không nói gì thì vội hôn mặt nàng dỗ dành, nàng yên tâm, vạn sự đều có ta, vừa về kinh một cái ta sẽ sắp xếp để cưới nàng ngay, sẽ không chậm trễ một ngày. Thấy nàng vẫn không nói gì, hắn buồn bực nhìn kỹ một hồi sau đó đột nhiên hiểu ra mà thấp giọng hỏi, còn rất đau sao? Phó Lan Nha lập tức đỏ mắt, nước mắt rơi càng ác. Bình Dục thấy thế mới biết ngoài lo lắng ngày sau nàng còn vì việc vừa nãy mà giận cho đánh mèo với hắn. Trong lòng hắn giờ khóc giờ cười, nghĩ dù nàng nũng nịu nên ngày thường cũng không ít lần khóc nỉ non trước mặt hắn, nhưng cái tội vừa rồi hắn đúng là không trốn được. Hắn sờ sờ mũi, dùng kiến thức giường chiếu sứt sẹo của mình mà mặt dày giảng giải cho nàng, ta nghe nói lần đầu nữ tử đều đau đớn. Ngài còn dám nói? Phó Lan Nha hung hăng chừng hắn một cái, nàng xấu hổ đến quên cả khóc, vội vàng che mặt lại. Được, được, ta không nói. Hắn bất đắc dĩ mà cười cười rồi ôm nàng chặt hơn, tay nhẹ vỗ lưng nàng một lúc. Thấy nàng khóc nức nở, hắn lại cúi đầu vặn buông tay nàng ra, lòng tràn đầy áy náy mà lau nước mắt cho nàng. Khổ sở nhé. Nàng nhắm mắt lại mặc hắn lau nước mắt cho mình và chỉ cảm thấy chỗ kia đau như đốt, khớp xương trên người càng giống như tan thành từng mảnh, khó chịu nói không nên lời. Đột nhiên nàng nhớ tới tình cảnh của hai người nên vội vặn vẹo cả người nhưng không chịu mở mắt, cũng không tình nguyện mở miệng nói, ngài mau mặc quần áo vào đi. Bình Dục thấy nàng đã bình tĩnh hơn thì lòng khẽ buông lỏng cười nói, được. Hắn nhặt quần áo rơi đầy đất rồi mặc vào, chỉ trừ mỗi cái áo lót. Phó Lan Nha lặng lẽ nhìn hắn, vừa lúc thấy hắn đang mặc áo trong. Nàng thấy bả vai rộng lớn cùng vòng eo rắn chắc của hắn. Tuy nàng không biết cách đánh giá bề ngoài của nam tử nhưng mắt thấy cơ bắp hắn theo đường cong lúc ẩn lúc hiện thì nàng vẫn cảm thấy hắn xinh đẹp đến kinh người. Nàng nhìn thoáng qua là lòng lại nóng lên, cuống quýt thu lại tầm mắt không dám nhìn nữa. Sau khi mặc áo ngoài vào rồi Bình Dục buộc lại đai lưng, nhặt túi xuân đao rồi nhét cái áo lót kia vào ngực. Sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh Phó Lan Nha giúp nàng mặc áo khoác. Sau đó hắn hôn lên trán nàng, để nàng cầm tú xuân đao cho mình, sau đó hắn bế nàng đi ra ngoài. Nàng đã mệt mỏi lại không thoải mái, cánh tay vòng qua cổ hắn, mặt vùi vào cổ hắn an tĩnh không nói gì. Nàng giống như một con mèo nhỏ mơ màng sắp ngủ. Bình Dục trải qua chuyện vừa rồi thì cả người không còn chút khó chịu nào, khắp người đều dạo dực, giống như tinh lực đang thừa thãi không có chỗ dùng, thật sự thoải mái cực kỳ. Chương 109. Bình Dục vừa đi vừa cúi đầu nhìn người trong lòng, nàng nhắm hai mắt, ngoan ngoãn chui đầu vào cổ hắn, không biết vì quá mức mệt mỏi hay vì cảm xúc đang tệ nên nàng cực kỳ lười nhác, không muốn nhúc nhích gì.
Hắn lo lắng nhăn nhăn mày, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước. Với tình hình này nếu tùy tiện đi ra ngoài thì sợ sẽ bị người có tâm nhìn ra, khó đảm bảo không có người hoài nghi. Hắn thì không sao, chỉ sợ hỏng mất thanh danh của Phó Lan Nha, cho nên đi được một đoạn hắn lại dừng bước, ngưng thần phân biệt phương hướng. Lúc sau hắn lại đi theo một hướng khác. Trong rừng mai này có bố trí hai trận pháp cổ xưa, một cái là thiên quý trận, một cái khác là địa ẩn trận, thế nên ngoài lối vào lúc nãy thì hẳn là ở cuối trận cũng sẽ có đường ra khác. Trận pháp này đối với hắn mà nói thì cũng không quá phiền toái. Bình Dục ôm nàng càng chặt hơn, cứ thế nhìn chằm chằm vị trí dưới chân sau đó bước nhanh ra ngoài. Kim Như Khuê không dễ ứng phó, vì thế hắn lo lắng cho anh mình và Lý Du và muốn nhanh chóng nghĩ cách ra khỏi rừng để hỗ trợ mọi người. Phó Lan Nha phát hiện hắn đổi hướng nên mí mắt nảy lên. Chờ nàng ý thức được hắn đang làm gì thì cũng không hỏi hắn câu nào mà chỉ yên tâm nhắm mắt lại, một lần nữa giúp trong lòng hắn. Nàng luôn luôn tin hắn như thế, cái này khiến lòng hắn hơi rung lên, nhịn không được cúi đầu hôn lên trán nàng. Một đường này hai người đều không nói chuyện, không biết qua bao lâu quả nhiên nghe thấy trước mặt ồn ào sôi sục, vừa ngẩng đầu đã thấy có bóng người lắc lư ở rừng cây phía trước. Cách đó không xa có tòa nhà bốc lên khói đặc cuồn cuộn, có tiếng quát to truyền đến, tình huống cực kỳ hỗn loạn. Trước khi tới Vạn Mai Sơn Trang, Bình Dục từng lệnh cho người tìm bản đồ địa hình của chỗ này để nghiên cứu. Từ vị trí này thì chỗ kia hơn phân nửa kia là tòa thiên điện có tên là Nguyệt Hoa Điện phía sau chủ điện. Hắn híp híp mắt, không nghĩ lửa lại tràn ra nhanh như thế. Lửa lớn trước mặt khiến mọi người đều thấy bất an, chẳng ai còn tâm trí để ý tới chuyện bên cạnh. Bình Dục thấy thế thì cũng yên tâm, không còn lo lắng mọi người để ý đến sự bất thường của Phó Lan Nha. Lúc này hắn dừng bước, cúi đầu nhìn về phía Phó Lan Nha nói, Lan Nhi, rất nhanh chúng ta sẽ ra khỏi rừng cây, trên người nàng còn đau không? Phó Lan Nha mở mắt ra sau đó quay đầu nhìn ra ngoài thì thấy cửa trận đã ở ngay phía trước. Mắt thấy chỉ cần đi một đoạn nữa là có thể ra khỏi rừng. Biết Bình Dục muốn thả nàng xuống để không khiến người khác chú ý, nàng vẫn không thoải mái nhưng cũng không đến nỗi không thể đi được. Nhớ tới tình cảnh của hai người nên nàng vặn vẹo rồi nhẹ giọng nói, để ta tự đi. Bình Dục đón lấy Tú Xuân Đao từ chỗ nàng sau đó cẩn thận buông nàng xuống, động tác nhẹ giống như nàng đang bị bệnh nặng. Phó Lan Nha vốn thấy bất an nhưng thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời như thế nàng lại thấy buồn cười. Sau khi đứng xuống nàng vẫn ôm cổ hắn để giữ thăng bằng. Hai chân nàng vẫn hơi run lên, vừa vì khẩn trương vừa vì sợ, lại nghĩ đến tình cảnh vừa rồi nên nàng cũng càng xấu hổ. Chỗ kia của nàng cực kỳ không khỏe, nhưng nàng vẫn biết nặng nhẹ thế nên dù rất khó chịu nhưng vì sợ gây phiền toái nên nàng cũng không dám để lộ dấu vết mà chỉ cố chịu đựng. Sau khi điều chỉnh nàng rút tay khỏi tay Bình Dục và dịch ra ngoài một bước. Thỉnh thoảng Bình Dục quay đầu lại nhìn thấy nàng không hề oán giận một câu nhưng sắc mặt trắng bệch, bước chân cũng cực kỳ phù phiếm. Cái này chứng tỏ nàng chưa hồi phục hoàn toàn, hắn cực kỳ áy náy mà dừng bước dỗ nàng, chờ về đến trong thành ta sẽ tìm người nhìn một chút, rồi bôi thuốc. Trước kia hắn mang theo thuộc hạ xét nhà không ít lần tìm được vật trợ hứng trong nhà quan gia. Hiện tại trong kho của Cầm Y Vệ có đủ loại bình thuốc mỡ lớn bé, không dưới 100 bình. Tuy hắn chưa từng nghiên cứu cách dùng của những thứ đó nhưng trải qua mưa dầm thấm đất mấy năm nay hắn cũng biết mấy thứ thuốc mỡ này giúp giảm bớt đau đớn cho nữ tử sau lần đầu ân ái. Phó Lan Nha thì ngây ra, chờ phản ứng lại mặt nàng oành một cái đỏ lực, bôi thuốc hả? Bôi cái đầu hắn ấy. Nàng trừng mắt lườm hắn, muốn hất tay hắn ra nhưng tên kia nắm rất chắc nên nàng nhất thời không dãy ra được. Đã thế lúc này hắn còn thấp giọng nói, ta sợ vừa rồi ta không biết nặng nhẹ nên làm nàng bị thương, vẫn nên để đại phu nhìn một cái ta mới yên tâm. Nàng càng thêm thẹn thùng mà ngước mắt nhìn hắn, lại chỉ thấy hắn nhìn